đồng để chuẩn bị trả tiền cho bữa ăn này. Mọi người ơi, mọi người chuẩn bị giùm con mỗi người 1.000 đồng nha. Đây là mình cũng có một cái chương trình là biết thêm bậc cha dành cho những cô chú, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư, thì có thể đến với Bình Minh Buffet để các bạn nhân viên của bên hệ thống nhà hàng có thể phục vụ khách hàng và những người khách vô cùng đặc biệt. Và biết thêm bậc cha này thì tụi mình thường sẽ tổ chức là theo tháng, mỗi tháng là tụi mình sẽ dành một ngày. Trong một ngày này tụi mình làm á, thì tất cả các bạn nhân viên của bên mình là các bạn đó đều sẽ tham gia, trong toàn bộ nhân viên sẽ được tham gia hỗ trợ để phục vụ những vị khách vô cùng đặc biệt này. Thì khi mà phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn á, thì mình biết rằng á, là mình sẽ không làm tiếp tục cái tinh thần là mình cho không, tại vì những người có hoàn cảnh khó khăn họ sẽ có cảm giác như là cho không được. Còn đối với mình á, thì ở đây là mình dùng là mình bán dịch vụ. Khi mà mình bán dịch vụ á, thì mình sẽ thu tiền, và mỗi cái mức giá mình thu tiền ở đây là 1.000 đồng, giống như là việc đây không phải là cái việc cho không, thì đấy cũng là một cái sự phục vụ mà đội ngũ nhà hàng của bên mình dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn là như thế. Lớn nhỏ là có hết, đầy đủ hết, thế là được.